Nghe được thông tin có phần mềm chống lừa đảo miễn phí trên điện thoại thông minh vừa được phát hành, anh Duy cùng bạn bè đã tìm hiểu và tải về smartphone của mình để nghiên cứu thử. Trước tình trạng lừa đảo trên không gian mạng và qua cuộc gọi, tin nhắn nhiều như hiện nay, nếu có một phần mềm chống lừa đảo và hoạt động hiệu quả thì thật là tuyệt vời đối với người dân. Mình thấy là cái tình trạng lừa đảo như thế đang là rất là nhiều mà rất nhiều người bị lừa. Nó là một cái tệ nạn của xã hội rất là nhức nhối. Mình cũng đang tìm hiểu về cái phần mềm này để mình tải về máy để có thể là ngăn chặn được những cái cuộc gọi lừa đảo. Để những cái cuộc gọi lừa đảo sẽ không tiếp cận được đến số của mình. Cái phần mềm này thì mình cũng chưa sử dụng nhiều nên mình cũng chưa thể nào mà biết được. Nhưng mà mình qua khi tìm hiểu thì nó cho mình biết là báo là cái số điện thoại này là mang tính lừa đảo hay là trang web này mang tính lừa đảo gì thì nó cũng có một phần đó, gì đó hữu dụng. Tuy nhiên, đối với nhiều người, cách tốt nhất để không bị lừa chỉ đơn giản là tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc, không tiếp xúc với số máy lạ, không trò chuyện với người lạ, không truy cập trang web lạ, chứ không cần ứng dụng công nghệ nào cả. Cái đấy liệu cái phần mềm đấy nó có hữu dụng không? Nhiều cái phần mềm mà vẫn có những cái lỗ hổng ấy. Mình là người dân thì mình không thể ấy được, nhưng mà bọn tội phạm nó có nhiều cách, nó vẫn có thể lách luật được. Kể cả phần mềm ngân hàng các thứ còn bị, ngân hàng người quản lý tiền như thế mà còn bị, mình nghĩ là khó lắm. Năm nay đã trên 60 tuổi và vẫn thường xuyên sử dụng smartphone để liên lạc và giải trí. Ông Trường cho rằng có ứng dụng hữu ích cũng tốt, nhưng quan trọng vẫn là bản thân mình. Có ứng dụng thì mình cài đặt vào cũng là tốt thôi. Ví dụ hệ thống nó báo về là gọi cái số máy từ ở đầu dây kia người ta gọi đến số máy của mình là số lừa đảo thì mình sẽ biết được. Mọi người không biết như tôi thì bản thân tôi thì các cuộc gọi mà không rõ tên tuổi hoặc là địa chỉ hoặc là người ta gọi đến những cuộc gọi vớ vẩn là tôi thường không bị nghe, không nghe. Dù nhiều kịch bản lừa đảo đã được cảnh báo, nhưng vẫn còn vô số biến thể mà kẻ gian có thể thay đổi hoặc kết hợp nhiều hình thức khác nhau để tấn công nạn nhân. Việc phát triển ứng dụng chống lừa đảo trong thời đại công nghệ hiện nay là cần thiết, nhưng có lẽ còn phải mất thời gian cho việc phát triển để ứng dụng trở nên thực sự hữu ích và có thể đi vào đời sống.